kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các cô chú cán bộ nhà trường cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng em rất xúc động và vinh dự đại diện cho lớp tiếng Anh 1 gửi lời tri ân tới các thầy, cô giáo nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lời đầu tiên cho phép chúng em gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý thầy cô giáo, là người Việt Nam, chúng em không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời. Không thầy đổ mày làm nên, chính thầy cô đã chấp cánh lên những ước mơ của chúng em bay cao, cung cấp hành trang, kiến thức cho chúng em vững bước vào đời. Thầy cô chỉ bởi hai tiếng công gương thôi mà sao chúng em thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Và thầy cô giáo được ví với những người lái đò cập bến. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò cập bến. Chuyến đò bởi biết bao công sức và tâm huyết, chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô đã gửi vào cho chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó, thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên giáo án. Đó là tất cả những giọt mồ hôi và nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ cõi thảy, chúng em sẽ mãi ghi nhớ và trân quý suốt đời. Hàng ngày, thầy cô vẫn cứ đều đều đứng trên một giảng dạy chúng em những bài học hay trong cuộc sống. Những hạt bụi phấn làm tóc thầy cô điểm trắng, quần áo thì lắm tấm bẩn. Thế nhưng thầy cô vẫn nhiệt huyết với nghề. Chúng em vẫn luôn cảm thấy biết ơn công sức của thầy cô. Những bài học bảo cao về cuộc sống, chúng em luôn luôn ghi nhớ. Làm sao có thể quên được khi chúng đã đồng hành cùng chúng em suốt những tháng ngày qua, và chắc chắn vẫn còn sau này nữa. Ngoài tình yêu thương nên ma ấm gia đình, chính sự chăm sóc của thầy cô, của cô chú cán bộ nhà trường cũng giúp cho chúng em ngày càng trưởng thành và vững chãi hơn. Thầy cô như người bạn lớn, nhưng cũng như là người mẹ, người cha thứ hai của chúng em. Thầy cô dạy chúng em cách làm người, rồi mang đến kiến thức với mong muốn tương lai chúng em thêm tốt đẹp. Đôi lúc thầy cô nghiêm khắc, la đày, nhưng chung quy cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng em. Chúng em luôn cảm thấy hạnh phúc trong những lời dạy dịu dàng của thầy cô, trong sự quan tâm của cô chú cán bộ và vô tư trung tín cười đùa của bạn bè. Đối với chúng em, việc học tập và vui chơi với mái trường này là một sự may mắn trong quãng đời học sinh. Thế nhưng, tôi là một em học nữa thôi, chúng em đã phải rời xa mái trường thân yêu này, nhờ vòng tay bảo bọc của thầy cô nơi đây. Mỗi khi nghĩ đến, lòng chúng em dấy lên một nỗi buồn thương và nuối tiếc. 4 năm cấp 2 trôi qua hạt nhanh chóng, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn kỷ niệm trong tim chúng em, khắc ghi cả một cuộc đời. Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô giáo và cô chú cán bộ. Bên cạnh đó, chúng em cũng muốn xin lỗi thầy cô vì đôi lúc còn tham chơi, lệch bộn khiến cho thầy cô phiền lòng, lo lắng. Đó là những lúc bồng bột, những sai phạm làm cho chúng em thấy rất hối hận. Từ bây giờ, chúng em xin hứa sẽ chăm chỉ cho công cuộc học tập hơn, đặc biệt là khối lớp 9 chúng em khi xếp phải đối mặt của kỳ thi tuyển sinh là quan trọng và căng thẳng. Chúng em biết thầy cô cũng rất lo lắng cho chúng em, vì vậy chúng em sẽ nhất định sự không này cho thầy cô phải thất vọng. Cuối cùng, trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp, chúng em mong thầy cô sẽ có một sức khỏe học tốt. Một lần nữa, các thầy cô giáo và cô chú cán bộ thật có một ngày lễ thật có vẻ bên người thân và bạn bè. Cuối cùng, chúng em có một bài thơ muốn gửi tặng cho các thầy cô giáo. Tri thức ngày xưa trở lại đây, ân tình sâu nặng của cô thầy, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái chuyến đò chiều sang đến đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ. Cảm ơn người đã lái đò hay, ơn này đò mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt đắng cay.